Xin chào, chào Thương Sinh. Thương Sinh đang không phải trông em bé à? Vào tám chuyện đi. Xin chào Trần Thị Lan Anh. Chào Trang Thông nhá. Mọi người ơi, vào buôn dưa lê đi. Vào buôn dưa lê tám chuyện, chơi game nhận quà đi. Lan Anh hôm nay không phải đi làm à? Sao vừa bảo nó đi làm không hóng được mà. Xin chào bé bơ nhá. Hello Ngọc Ánh. À Thương Sinh, xin chào chị Hội ạ. À, mọi người ơi, mọi người comment số điện thoại đi. Comment số điện thoại đi, sau đó là mình sẽ bốc thăm bất kỳ nhá. Xem là bốc thăm vào ai thì người đó sẽ trúng một phần quà. Xin chào Phan Thị Ngọc Dung. Mọi người biết thể lệ của game chưa nhỉ? Vừa ăn cơm vừa hóng hả chị Hội? Mọi người comment số điện thoại đi nhá. À, sau đó là mình sẽ Phan Thị Ngọc Dung ơi, mình chơi game nhận quà miễn phí. Bạn chỉ cần comment lại số, để lại số điện thoại của mình này. Sau đó là mình sẽ ghi lại tên của mọi người nhá. Sau đó là mình sẽ bốc thăm trúng vào tên của ai thì người đó sẽ được trao một phần quà miễn phí. Đó là một chiếc áo thu đông ạ. Ví dụ như là cái kiểu dáng mình đang mặc đây này, mình cũng tặng miễn phí nhé. Áo mới hoàn toàn nhé mọi người nhá, mình tặng quà miễn phí. Mình ghi lại số điện thoại, ghi lại số của mọi người, sau đó lát nữa mình sẽ bốc thăm. Mọi người cứ comment nhớ chia sẻ bài viết nhá. Nhớ chia sẻ bài viết cho mình nhá. Còn có hai phần quà đặc biệt dành hai giải đặc biệt, đó là tặng hẳn hai chiếc áo cho những ai mà chia sẻ được vào các nhóm bài viết của mình vào các nhóm nha. Chia sẻ bài viết của mình vào các nhóm nhiều nhất, sau đó chụp lại màn hình và gửi cho mình sẽ tặng người đó hai chiếc áo ạ. Bình thường mỗi người bốc thăm thì chỉ được một chiếc áo thôi, nhưng mà giải đặc biệt của mình là tặng luôn một đôi áo nhé. Đó là người mà chia sẻ bài viết của mình được vào trong nhiều hội nhất ạ. Ví dụ như là ở Hải Phòng thì có hội thanh lý mẹ và bé Hải Phòng này, hội thanh lý hàng rẻ và đẹp Hải Phòng này. Mọi người cứ chia sẻ bài viết của mình vào những cái trang đó, sau đó chụp lại màn hình điện thoại và gửi lại cho mình sẽ trao phần quà đặc biệt cho hai người có số lượt chia sẻ nhiều nhất vào trong các hội, mỗi người hai chiếc áo thu đông ạ. Còn bình thường những người mà comment số điện thoại đã chia sẻ bài viết của mình ấy theo đúng thể lệ thì thì cháu chào gì đưa ạ, thì mình sẽ trao cho mỗi người một phần quà, khi mà mình bốc thăm trúng tên ai thì người đó được nhé. Mọi người cứ comment số điện thoại và chia sẻ bài viết đi ạ. Mọi người nhớ chia sẻ bài viết nhé. Theo dõi Facebook mình ở chế độ công khai, mình sẽ bắt đầu ghi tên của mọi người nhé. Sau đó lát nữa là mình sẽ bốc thăm và trao quà ngay ở trong buổi live hôm nay ạ. Nhớ để lại số điện thoại nhé mọi người nhé. Trần Thị Lan Anh cứ chia sẻ, sau đó là chụp lại màn hình gửi cho chị. Ai mà chia sẻ được nhiều vào nhiều hội nhất thì cơ hội được nhận hẳn một một cặp áo nhá. Xin chào Hoàng Trần Ánh Dương, chào bạn Bùi Sáu. Bạn Bùi Sáu chia sẻ bài viết của mình đi nha, không là mình không tính đâu. Mình đang ghi lại tên của mọi người rồi nhá. Mình đang ghi lại tên của mọi người rồi, lát nữa mình sẽ bốc thăm. Mọi người chia sẻ đi, cơ hội trúng hai áo rất là dễ nhá. Chỉ cần chia sẻ được nhiều vào hội thôi, mọi người sẽ được cặp mà hẳn một cặp áo. Mình đang ghi lại tên của mọi người nhé. Mọi người nhớ comment lại số điện thoại và chia sẻ bài viết ấy. Thiếu một bước nào đó là sẽ không được quà đâu. Bạn
Bùi Sáu chưa? Con mừng số điện thoại à bạn Bùi Sáu ơi. Xin chào mẹ Bảo Nam nhá. Hoàng Trần Ánh Dương, Hoàng Trần Ánh Dương, xin chào Hoàng Trần Ánh Dương. Dì, dì Thư ơi, mẹ cháu về rồi dì nhá. Mẹ cháu về chiều nay ạ. À. Xin chào bạn Nguyễn Thúy Ngân. Xin chào Bùi Quế nhá. Mọi người chia sẻ bài viết cho mình đi ạ. Mọi người nhớ là có hai giải đặc biệt nha, có hai giải đặc biệt đó là mỗi người mà chia sẻ được nhiều nhất vào trong các hội sẽ được hẳn một cặp áo thu đông nhá. Xin chào Mai Mai. Bùi Quế ơi, quà hả? Chỉ cần comment số điện thoại, chia sẻ bài viết ở chế độ công khai, theo dõi nick Facebook của chị. Sau đó là chị sẽ bốc thăm trúng tên của ai thì người đó sẽ được một phần quà là một chiếc áo thu đông. Còn có hai giải đặc biệt, đó là ai mà chia sẻ được vào nhiều hội nhất, chị sẽ tặng luôn hai giải đặc biệt đó là mỗi người hai chiếc áo nhé. Bạn Bùi Sáu ơi, bạn chia sẻ nhiều à, bạn comment nhiều số điện thoại quá. Mình nhìn thấy rồi nhé bạn Bùi Sáu nhá. Xin chào Ngọc Anh. Xin chào Ngọc Anh. Ngọc Anh nhớ Ngọc Anh nhớ chia sẻ bài viết và comment số điện thoại ạ. Xin chào Ngũ Cốc Mai Phương. Bạn Ngũ Cốc Mai Phương ơi, bạn đã biết thể lệ chơi game chưa nhỉ? Ai chưa biết thì comment lại là hỏi lại để mình trả lời nhé. Mình đang chuẩn bị ghi lại tên của mọi người, sau đó là mình sẽ bốc thăm ngay ạ. Mình đang làm phiếu tên cho mọi người rồi đây, sau đó là mình sẽ bốc thăm. Bùi Quế không nghe rõ à? Mọi người có nghe rõ mình nói phần quà là gì chưa? Bùi Quế chưa nghe rõ hả? Phần quà là một chiếc áo thu đông nhá Quế nhá. À, mẹ, mẹ mâm ngũ cốc Mai Phương ơi, mình đang chơi game thì mọi người chỉ cần chia sẻ bài viết của mình ở chế độ công khai, sau đó là comment lại số điện thoại và theo dõi kết bạn Facebook mình ở chế độ công khai, sau đó là mình sẽ bốc thăm, mình ghi lại tên của mọi người và mình sẽ bốc thăm, sau đó trúng vào tên của ai thì người đó sẽ được một phần quà là một chiếc áo thu đông. Còn hai giải đặc biệt đó là phần thưởng là hai mỗi người là hai chiếc áo thu đông, tức là gấp đôi cái giải bình thường kia. Thể lệ của hai người trúng giải đặc biệt đó là chia sẻ được vào nhiều hội nhóm nhất thì sẽ được phần quà đấy ạ. Mình ghi lại tên của ai nhỉ? Để mình soát lại xem nào, còn ai chưa có mình sẽ ghi thêm nhé. Xin chào mãi là bạn thân, bạn mãi là bạn thân, comment số điện thoại đi nhá. Sau đó là mình sẽ bốc thăm đấy ạ. Chia sẻ bài viết của mình nữa ạ. Mình chưa nhìn thấy bạn chia sẻ bài viết của mình. Xin chào Nguyễn Pi. Xin chào cuộc sống mới. Xin chào bạn yêu đậm nha. Xin chào Bùi Thị Thủy. Mình đang ghi lại tên của bạn Ngũ Cốc Mai Phương. Ngũ Cốc Mai Phương. À, bạn Trang Ninh ơi, thông cảm cho sự đột xuất của mình là mình chưa chuẩn bị được kéo. Xin chào bạn Mai Mít, nhớ comment lại số điện thoại nhé.
Xin chào bạn Thùy Nguyên Trịnh. Xin chào bạn Nguyễn Pi. Mình ghi hết rồi nhá mọi người nhá. Xin chào Mâm Quỳnh Hoa. Ôi Bùi Thị Thủy ơi, em giảm được 3 kg rồi à? Tốt quá. Thích tập đi, chỉ thích mọi người phản hồi lại là đã giảm thôi. Xin chào bạn Bùi Quế, mình nhìn thấy bạn rồi nhá. Mọi người cứ chơi đi, phần quà rất là nhiều nên là cơ hội may mắn rất là nhiều mọi người. Không phải no nhá. Tính ra là 10 chiếc áo mà trao cho 8 phần quà, kiểu gì cũng may mắn. Bùi Thị Thủy ơi, em giảm được 3 kg rồi mà em muốn dùng thêm liệu trình nữa thì báo chị nhá, chị sẽ tư vấn cho. Xin chào Giang Minh Su. Xin chào bạn Thảo Tôm. Bùi Thị Thủy ơi, chơi dễ lắm em ơi. Em chỉ cần comment để lại số điện thoại, sau đó chia sẻ bài viết của chị ở chế độ công khai và kết bạn nick Facebook của chị hoặc là theo dõi ở chế độ công khai, chị bốc thăm. Thì nếu mà trúng tên của em thì em sẽ trúng một phần quà là một chiếc áo thu đông nhá. Còn có hai giải đặc biệt, đó là dành cho những ai chia sẻ vào hội nhóm, vào các hội nhóm được nhiều nhất, sau đó chụp lại màn hình điện thoại và gửi cho chị thì chị sẽ trao phần quà là 2 chiếc áo trên một giải nhé. Mọi người nhớ chia sẻ bài viết ạ. Xin chào Hiếu Trần Anh. Xin chào cô Trần Yến. Xin chào bạn Anna nhé. Ghi mỏi tay luôn. Mọi người ơi, mình vừa ghi thì mình vừa nói qua một chút. Mọi người có quan tâm đến vấn đề giảm cân không nhỉ? À, mình có nhìn thấy bạn Cuộc Sống Mới nhá. Mình, như mọi người đã biết, trong thời gian 1 tháng quay trở lại đây thì mình đang bán về đó là giảm cân. Giảm cân sen quỳnh, đó là một loại thảo dược. Một loại thảo dược giảm ký cực kỳ là an toàn và hiệu quả, và dành được cho cả mẹ sau sinh và đang cho con bú. Thì như mọi người đã biết, trước đây sau khi là mình sinh xong đấy thì cân nặng của mình rất là xấp xỉ đến mốc 70 kg. Khi lên bầu và khi xuống bàn đẻ đấy là mình hãm còn ở mốc 68 kg mọi người nhá. Sau đó thì mình rất là đau đầu để tìm hiểu xem nào cách nào để giảm ký một cách nhanh nhất, an toàn mà hiệu quả. Mình đã thử rất là nhiều cách, đó là bôi kem này, bôi kem tan mỡ này. Mình có nhá, mình có nhìn thấy mọi người nhá. À, mọi người ơi, mình nhìn thấy mọi người hết và mình đã ghi lại rồi ạ. Mình đã ghi lại tên của mọi người rồi, sẽ không sót một ai đâu ạ. Mình xin phép được nói tiếp nhá. Đó là mình đã tìm rất là nhiều cách để giảm ký. Tuy nhiên là chưa có một cái cách nào mang lại hiệu quả tốt cho mình. Cho đến khi mà mình được bạn bè giới thiệu đến cái sản phẩm này, đó là sản phẩm giảm ký sen quỳnh. Đây là một sản phẩm hoàn toàn được chiết xuất từ các loại thảo dược tự nhiên như là lá chè vàng, lá sen, nấm ninh chi, giảo cổ lam, hoa sâm đất và các loại thảo dược khác. Là thảo dược cho nên là nó vô cùng an toàn nhé. Ở đây có thể sử dụng cho được cả mẹ sau sinh từ 4 tuần, sau 4 tuần đã sử dụng được rồi mọi người ạ. Tất cả mọi người có nhu cầu giảm béo, trẻ em trên 12 tuổi và người lớn dưới 55 tuổi là có thể sử dụng được cái sản phẩm này. Thì khi mình biết tới đây là một loại sản phẩm giảm ký bằng thảo dược, mình đã rất là ưng ý khi mà mình thấy cái độ an toàn của nó như vậy và mình đã thử. Sau khi thử cái loại giảm ký này ấy, thì mình từ một người là 68 kg mẹ sau sinh, bây giờ mình còn 50 kg. Còn 50 kg mọi người nhé. Từ lúc sinh đến bây giờ mình giảm được 18 kg. Thì sau khi mình sử dụng cái sản phẩm này ấy, nó không gây cho mình mệt mỏi, mà khi mà mình cho con bú thì mình đã không ăn kiêng. Bình thường nếu như mọi người cơ địa bình thường, không phải sau sinh nhá, thì mọi người có thể kết hợp với chế độ ăn khoa học thì mọi người xuống ký rất là nhanh và giữ dáng rất là tốt. Tuy nhiên thì mình là một mẹ sữa đang cho con bú và con của mình bây giờ hiện tại là 10 tháng ạ, bú mẹ hoàn toàn mọi người ạ. Thì mình sử dụng cái này
sản phẩm rắn tí sen Quỳnh này, và mình đã không không ăn kiêng mọi người ạ. Mình không ăn kiêng và mình sử dụng sau 3 liệu trình thì bây giờ mình còn 50 kg. Nhưng mọi người bây giờ gặp mình ở ngoài ấy thì nhìn so với mình cái lúc mà mình mới sinh xong, mọi người rất là ngạc nhiên và rất là nhiều người inbox cho mình hỏi hay là hỏi trực tiếp mình, thì mình đều giới thiệu đến cái sản phẩm giảm ký này. Mình giới thiệu đến cái sản phẩm giảm ký này thì mọi người rất là tâm đắc và đã mua về dùng thử và phản hồi lại cho mình rất là tốt nhá. Bây giờ các loại giảm ký trên thị trường có thể là dùng được cho mẹ sau sinh. Tuy nhiên là cái điểm nổi bật ở đây của mình ấy là nó sử dụng không mệt mỏi, mà đối với mẹ sau sinh đang cho con bú không cần ăn kiêng vẫn xuống ký bình thường mọi người ạ. Đặc biệt là mẹ sau sinh thì cho con bú nó rất là mát sữa, ngoài giảm giảm ký ra còn mát sữa và nợ sữa vì có thành phần đó là lá chè vàng ấy ạ. Lá chè vàng như mọi người đã biết rồi, cực kỳ là một loại thảo dược mà làm mát sữa và nợ sữa rất là tốt. Cho nên mọi người không cần phải lăn tăn về về cái vấn đề đó là giảm ký sen Quỳnh bên mình đâu ạ. Thì sau khi mình dùng và giảm được lượng ký như thế, mình cảm thấy rất an toàn. Cho nên là hiện tại mình vừa dùng và vừa kinh doanh cái sản phẩm này. Nếu mà bạn nào ấy còn đang thắc mắc về cái vấn đề giảm ký mà chưa tìm được cái sản phẩm nào ưng ý hay là chưa tìm được cách nào thì có thể inbox hỏi trực tiếp cho mình sẵn sàng là giải đáp mọi thắc mắc của mọi người nhé. Mọi người ơi, mọi người đồng ý hay là yêu thích sản phẩm hay là muốn mình chia sẻ về cái cách giảm ký của mình ấy thì mọi người thả tim cho mình đi ạ. Thả tim cho mình và nhớ chia sẻ bài viết nhé. Năm nữa thì mình sẽ bốc thăm trực tiếp ở ngay cái buổi live này để trao quà cho mọi người ngay ở trên năm buổi live này ạ. Bùi Thị Thủy ơi, trước mặc size M bật chỉ à em? Bây giờ mặc size M ngon rồi gì? Thế thì phải cảm ơn chị đấy nhá. Bùi Thị Thủy nhớ là phải cảm ơn chị nhiều nhiều đấy. Xin chào Quỳnh Bùi, xin chào Ốc Sen. Mọi người like sau đó là nhớ like bài viết của mình, chia sẻ bài viết và nhớ để lại số điện thoại nha mọi người nha. Nhớ để lại số điện thoại ạ. Lát nữa mình sẽ bốc thăm ngay bây giờ đấy ạ. À, xin chào Ốc Sen nhá. Ốc Sen ơi, cái giảm ký Sen Quỳnh của bên mình ấy thì giá niêm yết trên toàn hệ thống, trên toàn quốc đó là 500.000 trên một liệu trình nhá. Bạn Ốc Sen ạ, 500.000 trên một liệu trình, bạn mua ở đâu cũng thế thôi. Giá niêm yết trên toàn hệ thống là 500.000 trên một sản phẩm. Đi kèm với giá đó là cam kết vàng cho mọi người, cam kết vàng mọi người ạ. Đó là giảm giảm từ 2 đến 5 kg tùy cơ địa, ít nhất là 2 kg mọi người ạ. Một sản phẩm mà vừa cam kết vàng cho mọi người đó là giảm ký mà lại vừa mang mang lại cái tác dụng giảm ký là một phần, nhưng mà nó cực kỳ là an toàn, đảm bảo an toàn và dùng được cho cả mẹ cho con bú sau sinh từ 4 tuần thì mọi người biết là cái độ an toàn của nó như thế nào rồi nhá. Mọi người ạ. Xin chào Hậu Nguyễn nhé, mình đang ghi lại tên của mọi người đấy ạ, mọi người cứ comment và chia sẻ cho mình đi, mình ghi tên lại mọi người sau đó là mình sẽ bốc thăm ngay ạ. Xin chào Hậu Nguyễn nhé, mình ghi lại tên của mọi người rồi không? Đúng rồi, Lan Anh Trần Thị ạ, ngoài tác dụng giảm ký ra còn có tác dụng đẹp da, tại vì nó giúp mình giải nóng trong và đào thải độc tố ở trong cơ thể, nó thanh lọc cơ thể cho nên là còn có tác dụng là đẹp da nhé. Hậu Nguyễn xin chào con kiến càng chơi game đi em ơi. Xin chào Mâm Quyên Nguyễn nhé, xin chào bạn Bùi Thị Thơm. Mình sẽ ghi lại hết tên của mọi người cho nên là mọi người không sợ đâu nhé. Mình sẽ ghi lại hết tên và phần quà, giá trị phần quà là rất nhiều phần quà nên mọi người cứ comment đi, kiểu gì may mắn cũng đến với mình. Xin chào bạn Trâm Nguyễn ạ. Mình đang ghi lại tên của mọi người rồi nha. Xin chào bạn Vân Chi. Có ai thắc mắc về vấn đề giảm ký hay là thực đơn ăn như thế nào để phù hợp thì mình biết về vấn đề gì mình sẽ chia sẻ hết cho mọi người ạ. Kể cả bí quyết giảm ký, làm như thế nào giảm ký nhanh mà không mệt mỏi mà vẫn đủ lượng sữa cho con. Tất cả những cái mẹ sữa ở bên mình sau khi uống giảm ký Sen Quỳnh thì sữa vẫn về rất là tốt,
Ví dụ như là bạn Ninh Trang, mình sẽ có thể cho các bạn Facebook của bạn Ninh Trang để kiểm chứng, tại vì đó là một trong những cái khách hàng của mình sử dụng ngay từ đầu khi mà mình bắt đầu bán sản phẩm. Và bây giờ con của bạn ấy là hơn 9 tháng, sữa về rất là nhiều ạ. Bạn ấy có thể vắt sữa mà mình cứ cảm tưởng như kiểu là bạn ấy quảng cáo máy hút sữa ấy. Sữa về rất là nhiều mọi người nhá, mát sữa. Xin chào bạn Hiên Bùi nhá, bạn Hiên Bùi chơi game đi. Con kiến càng ơi, chị nói lại cái cách chơi nhá. Nhiều người mới vào chưa biết được cách chơi thì mình sẽ phổ biến lại cách chơi là như này này. Đó là mọi người kết bạn và theo dõi Facebook mình ở chế độ công khai, chia sẻ bài viết ở chế độ công khai, comment để lại số điện thoại, sau đó là mình sẽ bốc thăm trúng tên của ai thì người đó sẽ nhận được ngay một phần quà, đó là một chiếc áo thu đông ạ. Còn có hai giải đặc biệt dành cho hai người chia sẻ được bài viết của mình nhiều nhất vào trong các nhóm, sau đó chụp lại màn hình điện thoại và gửi cho mình thì sẽ được phần quà gấp đôi, đó là hai chiếc áo ạ. Xin chào bạn Hoài Niệm nhé. Bạn Hoài Niệm ơi, để mà giảm ký không mệt ấy thì nói rất là nhiều cách, ví dụ như là mọi người mà nhịn ăn hay là ăn ít đi, ăn thật là ít, nhiều người chỉ sử dụng nó uống nước chanh mật ong, hay là nhịn ăn, cố nhịn ăn, càng nhịn ăn thì càng thèm ăn thì người cũng rất là mệt. Mình cũng đã thử rất là nhiều cách rồi bạn Hoài Niệm ạ. Mình từng đó là bôi kem tan mỡ, sau khi sinh xong mình cũng có cả tập nhảy Zumba các kiểu rồi, nhưng mà không mang lại kết quả hiệu quả cho mình. Thì sau khi mà mình dùng cái giảm ký này này, chỉ có 500.000 trên một liệu trình thôi nhá bạn Hoài Niệm nhá, thì công dụng của nó đó là giảm được lượng mỡ thừa trong cơ thể, nó còn ngăn chặn tăng cân trở lại. Mình có thể gửi cho bạn cái thực đơn ăn kiêng, gửi cho bạn cái thực đơn ăn kiêng để kèm với cái này. Nếu như bạn không có đang không cho con bú thì bạn xuống cân rất là nhanh, mà uống cái giảm ký sen quỳnh này nó là 100% thảo dược, nó không kén cơ địa như là thuốc tây, cho nên là bạn không cần phải quá là ăn kiêng khem, bạn vẫn có thể là giảm ký mà không mệt mỏi nhé. Xin chào bạn Trần Thị Lan Anh. Thì đối với nhiều lượng uống này thì mình xin giới thiệu cho mọi người, đó là bên sản phẩm giảm ký sen quỳnh của mình thì có hai loại vỏ hộp, vỏ màu xanh như mọi người nhìn thấy đây, đây chính là viên hoàn nhé. Đối với viên hoàn này này thì người cơ địa bình thường chúng ta sử dụng 3 ngày đầu mỗi ngày là 4 viên, sau đó tăng lên 9 viên cho đến hết liệu trình. Còn đối với mẹ sau sinh từ 4 tuần đang cho con bú mà chưa qua cữ hoặc là người cơ địa yếu, chúng ta có thể giảm cái liệu trình của mình xuống, tức là mỗi ngày các bạn sử dụng 4 viên duy trì cho đến hết liệu trình. Cam kết là sau một liệu trình giảm từ 2 đến 5 kg. Vỏ hộp màu vàng đây chính là viên nang hay còn được gọi là viên nhộng. Đối với viên nhộng ấy thì mọi người sử dụng cái liệu trình uống đó là 5 ngày đầu mỗi ngày 1 viên, sau đó tăng lên 2 viên cho đến hết liệu trình. Đó là người cơ địa bình thường. Còn đối với mẹ sau sinh đang cho con bú mà chưa hết cữ thì chúng ta duy trì liều lượng là mỗi ngày 1 viên cho đến hết liệu trình ạ. Cũng cam kết vàng ở đây là sau khi hết một liệu trình, mọi người sẽ giảm ít nhất là 2 cho đến 5 kg tùy cơ địa mọi người nhé. Người cơ địa bình thường này, không phải cho con bú, không phải cơ địa yếu thì chúng ta duy trì cái liều dùng như vậy và cam kết là sẽ giảm ký cho mọi người ạ. Không giảm ký là hoàn tiền luôn đấy ạ. Xin chào bác Phụ Kiện Linh Chi nhé. Xin chào bạn Như Quỳnh ạ. Xin chào Ngô Thị Phượng. Ngô Thị Phượng ơi, tất cả mọi người đều chơi được nhá. Bạn cứ làm theo cái thể lệ của mình nói ấy, đó là comment để lại số điện thoại, chia sẻ bài viết của mình ở chế độ công khai. Chỉ cần thế thôi. Hãy theo dõi Facebook mình ở chế độ công khai, sau đó mình bốc thăm, nếu trúng tên của bạn là bạn đã trúng quà rồi nhá. Xin chào bạn Hùng Bùi Bùi ạ. Mình vẫn tiếp tục ghi lại tên của mọi người, sau đó bây giờ mình sẽ bốc thăm một vài lượt trước để cho nó lên không khí một chút nhé. Ốc sên. Con kiến càng ơi, em hiểu thể lệ cuộc chơi chưa?
Nếu em biết về cuộc chơi rồi thì em comment số điện thoại, sau đó là chia sẻ bài viết cho chị đi nhá. Xin chào bạn Hậu Nguyễn. Được rồi, mình sẽ bốc ngay bây giờ đi ạ. Mình sẽ bốc ngay, bốc một lượt. Và mọi người vẫn cứ tiếp tục đi, là mình vẫn ghi ạ. Mình bốc một lượt trước nhá. Để mình ghi tên hai người này đã, sau đó là mình bốc một lượt trước. Xin chào gấu Bắc Cực ạ. Bạn Trần Thị Lan Anh ơi, hóng dài cổ rồi à? Thế thì bây giờ mình sẽ bốc trước nhá. Mình sẽ bốc một vài người trước, một vài lượt trước, như Quỳnh, Ngô Thị Phượng. Ok, mọi người cứ cần làm đủ các bước. À mọi người ơi, mình quên mất một số người vào sau chưa biết cái phần quà đặc biệt của mình, đó là chia sẻ được vào nhiều hội nhất đấy ạ. Thì phần quà sẽ gấp đôi người bình thường, đó là được hẳn hai chiếc áo nhá. Mọi người chia sẻ bài viết vào nhiều hội nhất ạ. Ai mà chia sẻ vào hội nhiều nhất, mình sẽ chọn ra hai người có nhiều bài viết chia sẻ vào nhiều hội nhất, chụp màn hình và gửi lại cho mình, thì mình sẽ tặng người đó hai chiếc luôn nhá. Bây giờ mình sẽ bốc vài lượt trước để làm tăng không khí nhá, cho vui nhá. Bạn Ngô Thị Phượng ơi, mình ghi lại rồi nhá. Mình ghi lại số điện thoại, mình ghi lại tên ở số điện thoại của bạn rồi. Mình đang gấp lại tên của mọi người, sau đó là mình sẽ bốc ngay bây giờ đi ạ. Còn những ai vào sau thì cứ comment đi, mình sẽ ghi thêm nhé. Bạn Ngô Thị Phượng ơi, bạn có nghe thấy không? Mình ghi tên bạn rồi nhé. Mọi người có nghe rõ mình đang nói không ạ? Mọi người đừng quên nhá, mọi người đừng quên chia sẻ bài viết cho mình ạ. Nếu mà quên chia sẻ bài viết là sau khi mình kiểm tra lại thông tin mà chưa chia sẻ bài viết là mình không trao quà đâu nhé. Xin chào Thùy Dương Phạm. Rất là nhiều tên ạ, rất là nhiều tên. Mọi người hãy hy vọng là mình trúng quà đi nhá. Tại vì rất là nhiều phần quà, rất nhiều phần quà và mình sẽ trao ngay trong buổi nay hôm nay. Xin chào Thùy Dương ạ. À. Xin chào bạn Thùy Dương. Bạn Thùy Dương ơi, bạn biết thẻ lệ cuộc chơi chưa? Xin chào bạn Quỳnh Nguyễn. Mình bốc phải tên ai mà mình gọi mà không vào xác nhận cho mình luôn thì là mình cũng hủy phần quà đấy nhá. Mọi người nhớ là theo dõi buổi nay của mình cho đến khi kết thúc. Chẳng may mình bốc phải mà mọi người không có xác nhận ngay tại chỗ thì là mình không để phần quà đâu. Bạn mạng được rồi nhá, bạn Mai Tròn nhá. Mình bắt đầu mình đảo tên, sau đó là mình sẽ bốc thăm bốc kỳ nhá. Mình bốc thăm phiếu đầu tiên nhá mọi người nhá. Phần quà rất là to và rất là nhiều ạ. Bạn Nguyễn Thúy Ngân. Bạn Nguyễn Thúy Ngân nhá. Bạn Nguyễn Thúy Ngân có ở đây không ạ? Phần quà đầu tiên là bạn Nguyễn Thúy Ngân ạ. Bạn Nguyễn Thúy Ngân. Bạn Nguyễn Thúy Ngân ơi, à bạn Ngô Thị Phượng ơi, mình ghi lại bạn rồi nhá. Bạn Nguyễn Thúy Ngân có đang xem không ạ? Bạn Nguyễn Thúy Ngân có đây không ạ? Mình đếm đến 3 lần bạn Nguyễn Thúy Ngân mà không có mặt thì là mình hủy phần quà, mình chuyển cho bạn khác đấy nhá. Bạn Nguyễn Thúy Ngân lần 1. Bạn Nguyễn Thúy Ngân có đây không ạ? Bạn Nguyễn Thúy Ngân. Bùi Sáu ơi, bạn Nguyễn Thúy Ngân đang cho con bú. Bạn Bùi Sáu. Bạn Nguyễn Thúy Ngân lần 2. Bạn Nguyễn Thúy Ngân lần 3. Bạn Nguyễn Thúy Ngân trúng quà lần 1 nhưng mà không thấy bạn Thúy Ngân vào xác nhận, mình sẽ chuyển phần quà cho người khác nhé. Mình sẽ bốc người khác đi ạ.
Phần quà thứ nhất bị hủy nhá. Bạn Nguyễn Thị Ngân bị hủy phần quà vì không có mặt này. Phần quà thuộc về bạn Ninh Trang. Bạn Ninh Trang có đây không ạ? Mình vẫn ghi lại tên của người mới vào nhá. Mọi người cứ ghi tên, cứ comment đi nhá. Mình ghi lại tên của người mới vào này. Thùy Dương Phạm. Bạn Ninh Trang có đây không? Bạn Ninh Trang vào xác nhận ngay cho mình nhá. Nếu không mình đếm đến 3 lần không thấy bạn vào xác nhận là mình hủy phần quà đấy ạ. Không không nhận hộ nhá. Xin chào Phan Lan. Ok, chị ghi lại tên của Phan Lan rồi nhá. Xin chào Bùi Thảo, mình ghi lại tên của Bùi Thảo rồi nhá. Nhớ chia sẻ bài viết cho mình ạ. Bạn Ninh Trang lần 1. Mình ghi bạn Mai Tròn rồi nhá. Bạn Mai Tròn ơi, mình ghi bạn rồi nhá. Bạn Ninh Trang lần 2. Bạn Ninh Trang lần 3. Bạn Ninh Trang bị hủy quà nhá, mình rất là tiếc bạn Ninh Trang nhá. Mình rất tiếc bạn Ninh Trang. Bạn Ninh Trang đã bị hủy quà, hai phần quà bị hủy rồi, rất là tiếc. Cho nên ai đã comment bài viết rồi này, đã chia sẻ bài viết này thì cố gắng là nghe đến cuối cùng nhá. Bạn Thanh Thủy ơi, mình ghi bạn rồi nhá, bạn ghi lại, bạn để lại số điện thoại cho mình nhá. À đây rồi, bạn Ninh Trang đây rồi, bạn Ninh Trang vào nhận quà rồi nhá. Phần quà đầu tiên trao về bạn Ninh Trang nhá. Bạn Ninh Trang mình để ra một phần quà được trao về bạn Ninh Trang rồi này. Được rồi, bạn Ninh Trang vào xác nhận, bạn Ninh Trang inbox ngay cho mình nhá. Mình xác nhận một phần quà thuộc về bạn Ninh Trang này. Mình bốc tiếp phiếu thứ hai nhá. Có một phần quà đã về tay bạn Ninh Trang rồi. Bây giờ mình sẽ vào bốc tiếp người tiếp theo nhé. Bạn Huệ Phạm ơi, mình ghi lại bạn rồi nhé. Mọi người cứ tiếp tục comment số điện thoại của mình đi ạ. Và chia sẻ bài viết, mình vẫn tiếp tục ghi mọi người đấy ạ. Tại vì mới có một phần quà thôi. Một phần quà đã thuộc về bạn Ninh Trang. Bạn Pháp Nê. Nào mình bốc tiếp phần quà tiếp theo nhá. Phần quà tiếp theo sẽ là ai đây? Phạm Thị Ngọc Dung. Bạn Phạm Thị Ngọc Dung có đây không ạ? Bạn Phạm Thị Ngọc Dung ạ. Xin chào bạn Ngọc Mai Trần nhá. Mình sẽ ghi lại ngay, mọi người nhớ chia sẻ bài viết cho mình ạ. Ngọc Mai Trần. Đinh Vân. Bạn Phạm Thị Ngọc Dung có đây không ạ? Mình bắt đầu mình đếm nhá. Nếu mà bạn không có mặt ở đây thì mình sẽ chuyển phần quà cho người khác đấy ạ. Bạn Phạm Thị Ngọc Dung lần 1. Bạn Phạm Thị Ngọc Dung lần 2. Bạn Phạm Thị Ngọc Dung lần 3. Không có bạn Phạm Thị Ngọc Dung vào nhận quà, mình hủy nhé bạn Phạm Thị Ngọc Dung nhé. Mọi người ơi, mọi người nhớ chia sẻ bài viết cho mình ạ. Đến lúc mình sẽ kiểm tra lại xem là mọi người có chia sẻ không ấy. Nếu mọi người không chia sẻ và không theo dõi Facebook của mình thì mình sẽ hủy phần quà đấy nhé. Nên là công sức của mọi người và may mắn của mọi người thì mọi người nhớ giữ ạ. Xin chào bạn Thu Huệ nhé. Bạn Thu Huệ ơi, mình đã ghi lại tên của bạn rồi ạ. Xin chào bạn Đỗ Hương My. Bạn Thanh Thủy ơi, mình ghi bạn rồi nhé. Xin chào bạn Diễm Hương Trần. Xin chào bạn Hoa Nê.
Bạn Đỗ Hương My ơi, mình ghi lại tên của bạn rồi. Nào, mình bắt đầu mình bốc phần quà tiếp theo nhé. Phần quà tiếp theo thuộc về bạn Trang Thông. Bạn Trang Thông có đây không ạ? Bạn Trang Thông ạ? Bạn Trang Thông có đây không? Mình bắt đầu mình đếm nhé. Bạn Trang Thông lần 1. Bạn Diễm Hương Trần ơi, bạn chỉ cần comment số điện thoại của bạn, chia sẻ bài viết của mình ở chế độ công khai và theo dõi kết bạn Facebook mình ở chế độ công khai. Sau đó mình sẽ bốc thăm ạ. Mình bốc thăm nếu trúng vào tên của bạn thì bạn sẽ trúng một phần quà nhé. Xin chào bạn Đinh Vân, xin chào bạn Hạ Vũ. Chị ơi, còn nhiều giấy nhưng mà em ghi không kịp. Mọi người chơi xôm quá, em ghi không kịp nên em chỉ có thể xé giấy thôi ạ. Xin chào bạn Thùy Nguyên Trịnh. Xin chào bạn Đinh Diễm Trần nhé. Bạn Diễm Hương Trần. Mình bắt đầu mình... Bạn Trang Thông lần 2 ạ. Bạn Trang Thông lần 3, bạn Trang Thông không có đây, mình chuyển quà cho người khác nhé. Mình xáo giấy lên mà mình bắt đầu mình bốc ạ. Phần quà thuộc về bạn Thảo Tôm. Bạn Thảo Tôm đâu ạ? Bạn Thảo Tôm nhé, mọi người đã mất công comment và theo dõi từ đầu đến bây giờ thì cố gắng là theo dõi của mình nhé. Không thì mình bốc phải tên của ai mà không có mặt ở đây là mình không xác nhận đâu ạ. Bạn Thảo Tôm có đây không ạ? Bạn Thảo Tôm lần 1. Bạn Thảo Tôm lần 2 ạ. Bạn Thảo Tôm lần 3. Không có bạn Thảo Tôm ở đây, mình hủy quà bạn Thảo Tôm nhé. Rất là tiếc, mình rất là tiếc. Có rất là nhiều bạn đã mình đã bốc thăm được nhưng mà bạn không có ở đây là mình phải hủy nhé. Xin lỗi mọi người nhé. Mình sẽ chuyển cho bạn khác. Bạn Thùy Dương Phạm ơi, mình có ghi bạn rồi nhá, nhưng mà mình còn phải bốc thăm được bạn thì mình mới thì bạn mới có. À đây rồi, bạn Thảo Tôm lên đây rồi. Mình xác nhận bạn Thảo Tôm nhá. Bạn Thảo Tôm, bạn Thảo Tôm inbox ngay cho mình nhá. Bạn Thảo Tôm bốc ngay cho inbox ngay cho mình nhá. Đã có hai phần quà rồi, vẫn còn 4 phần quà nữa cơ mọi người ạ. Và hai phần quà đặc biệt nữa cơ. Mình bắt đầu mình bốc tiếp nhá. Bạn Đỗ Hương Ly. Bạn Đỗ Hương Ly có đây không ạ? Bạn Đỗ Hương Ly. Bạn Đỗ Hương My có đây thì vào xác nhận cho mình nhé. Bạn Đỗ Hương My đâu ạ? Bạn Đỗ Hương My lần 1. Bạn Đỗ Hương My lần 2. Đây rồi, bạn Đỗ Hương My đây rồi, có bạn Đỗ Hương My rồi. Mình xác nhận phần quà thứ 3 thuộc về bạn Đỗ Hương My nhé. Bạn Đỗ Hương My inbox cho mình ngay ạ. Sau đó là mình sẽ kiểm tra lại, nếu bạn chưa chia sẻ là không được quà đâu nhé. Diễm Hương Trần thì Hương Pháp. Diễm Hương Trần. Đã có 3 phần quà rồi ạ, còn 3 phần quà bốc thăm nữa và 2 phần quà đặc biệt nữa mọi người nhé. Ai mà chia sẻ vào nhiều hội nhất, sau đó là chụp màn hình điện thoại lại và gửi lại cho mình thì mình sẽ trao 2 phần quà về cho 2 người có giải đặc biệt, đó là chia sẻ được nhiều nhất, chia sẻ được vào nhiều hội nhất, đó là mỗi người 2 chiếc áo cơ ạ. Nên là ai muốn giành giải đặc biệt ấy thì chịu khó chia sẻ vào các hội cho mình đi nhé. Mọi người biết quy định để được giải đặc biệt chưa?
Mọi người cứ chịu chịu khó là chia sẻ vào các hội đi. Ai mà được nhiều lượt chia sẻ nhất, chụp ảnh màn hình gửi lại cho mình thì sẽ được 2 chiếc áo trên một giải nhé. Giải đặc biệt luôn đấy ạ. Nào, mình bắt đầu mình bốc tiếp nhá. Xin chào B1. Xin chào mẹ Nana, xin chào cha miền Tây. Xin chào bạn Luyến Ngô nhá. Chị ơi, tại vì chị Diễm Hương Trần ơi, em vẫn chưa biết là ai chia sẻ được vào nhiều hội nhất, em sẽ đếm ạ. Ví dụ như chị chia sẻ được 10 hội, người khác chia sẻ được 11, 12 hội, thì người chia sẻ được 11, 12 hội sẽ được. Còn nếu mà chị chia sẻ được 10 hội mà mọi người chỉ chia sẻ được 8, 9 hội thôi, thì chị sẽ là người được nhé, chị Diễm Hương Trần nhé. B1 ơi, để lại số điện thoại đi và chia sẻ đi, chị sẽ bốc trúng tên em luôn. Xin chào bạn ngôi sao nhỏ ạ. Bạn chỉ cần comment số điện thoại, sau đó là chia sẻ bài viết của mình ở chế độ công khai, theo dõi kết bạn Facebook của mình ở chế độ công khai, thì mình sẽ bốc thăm trúng tên của bạn thì bạn sẽ trúng quà nhá. Còn nếu bạn muốn trúng giải đặc biệt thì bạn chia sẻ vào nhiều hội ạ. Mình kiểm tra, bạn inbox cho mình nhiều hội. Khi mà bạn chụp lại màn hình, bạn chia sẻ được nhiều hội ấy thì bạn sẽ được phần quà đặc biệt, đó là 2 chiếc áo trên một giải nhé bạn ngôi sao nhỏ nhé. P1 mình đã ghi lại tên của bạn nhé. Bạn ngôi sao nhỏ ơi, mình đã ghi lại tên của bạn rồi nhé. Bạn trai miền Tây ơi, bạn có chơi game thì bạn comment số điện thoại nhé. Có 3 phần quà rồi, vẫn còn 3 phần quà lẻ nữa và 2 phần quà đặc biệt. Tổng là vẫn còn 5 phần quà nữa mọi người ạ. B1 ơi, tặng Sen Quỳnh thì tuần sau nhé, tuần sau sẽ có giải Sen Quỳnh. Mọi người ơi, mình đang nháo và sau đó là mình sẽ bốc thăm tiếp, không biết ai sẽ là may mắn tiếp theo. Ai sẽ là người may mắn tiếp theo nhỉ? Bạn Phạm Thùy Dương, xin chào bạn Phạm Thùy Dương ạ. Bạn Phạm Thùy Dương có đây thì vào xác nhận cho mình nhé. Bạn Phạm Thùy Dương ạ. Bạn Hạ Vũ ơi, mình ghi lại tên của bạn rồi nhé. Tất cả ai ghi, ai comment là mình đều ghi lại hết ạ. Mình không để sót một ai đâu nhé. Bạn Thùy Dương Phạm ạ, bạn Thùy Dương Phạm lần 1. Bạn Thùy Dương Phạm lần 2 ạ. Bạn Thùy Dương Phạm lần 3. À đây rồi, bạn Thùy Dương Phạm có đây rồi. Chúc mừng bạn Thùy Dương Phạm nhé. Phần quà thứ tư thuộc về bạn Thùy Dương Phạm ạ. Rất là nhiều người may mắn đã có 4 phần quà thuộc về 4 chủ nhân rồi nhé. Chúng mình hãy chịu khó chia sẻ bài viết đi ạ. Và nhớ đừng quên kết bạn theo dõi Facebook mình ở chế độ công khai. Phần quà sẽ là của các bạn nếu các bạn may mắn ạ. Mình thấy bạn Thùy Dương Phạm rồi nhé. Mình đã ghi nhận quà của bạn, bạn inbox lại cho mình ngay nhé. Đã có 4 phần quà, còn 2 phần quà lẻ nữa. Nào, mình tiếp tục mình bốc thăm nhá. Xin chào bạn Niên Thị Mạc ạ. Mình rất là vui được trao phần quà cho mọi người, mình rất là vui. Không biết lượt tiếp theo sẽ là ai? Lượt tiếp theo sẽ là ai đây? Bạn Bùi Thị Thủy. Bạn Bùi Thị Thủy có đây không? Bạn Bùi Thị Thủy nhá. Bạn Bùi Thị Thủy trúng giải này. Bùi Thị Thủy lần 1. Xin chào Ni Kỷ nhá. Bùi Thị Thủy lần 2. Bạn Bùi Sáu ơi, không có nhận hộ được đâu nhá. Bùi Thị Thủy lần 3. Bùi Thị Thủy chứ không phải Bùi Quế đâu nhá. Bùi Thị Thủy
Bạn Bùi Thị Thủy không vào xác nhận, mình xin được hủy phần quà của bạn Bùi Thị Thủy ạ. Để chuyển phần quà cho người khác. Đại Toàn ơi, bạn đã chia sẻ bài viết của mình chưa? Bạn đã để lại số điện thoại chưa? Bạn Bùi Thị Thủy bị hủy giải ạ. Mình để cơ hội cho bạn khác. Nguyễn Hảo, mình đang ghi lại tên của một số bạn mới vào nhé. Mọi người đợi mình một chút, mình ghi thêm tên. Không không chơi nhận hộ đâu mọi người ạ. Để công bằng thì phải có mặt nhé. Tại vì mọi người đã mất công, comment đã tham gia rồi thì cố gắng là theo dõi cho đến hết buổi livestream. Nếu không thì sẽ không có được nhận hộ đâu. Như thế thì sẽ không công bằng nhé. Chị ghi thêm rồi nhá Nguyễn Hảo nhá, mình đã ghi rồi, bạn trai miền Tây, bạn chưa comment số điện thoại. Bạn Thanh Thủy ơi, mình ghi số điện thoại của bạn Nâu rồi nhá. À Đại Toàn. Được rồi ạ, à, em ghi lại rồi ạ. Nào mình sẽ bốc thăm tiếp nào. Mình bốc thăm tiếp nhá. Mọi người nhớ chia sẻ bài viết của mình đấy, nhớ chia sẻ bài viết của mình ở chế độ công khai. Không đến lúc mà trúng giải rồi mà mình vào mình kiểm tra lại không có đủ các bước thì mình sẽ hủy quà đấy ạ. À để mình ghi thêm nhá, vẫn còn người vào nên là mọi người chờ mình một chút, mình ghi tên trai miền Tây. Xin chào dì Hoàng Quyên dưỡng sinh nhá. Bạn Thanh Thủy ơi, mình ghi của bạn rồi. Nếu mà may mắn thì bạn sẽ trúng nhá. Còn có ai thắc mắc gì về vấn đề giảm ký thì cứ inbox hoặc là hỏi trực tiếp ở đây. Mình sẽ trả lời hết mọi người ạ. Nếu mà ai ấy có muốn giảm ký thật là nhanh mà vẫn an toàn hiệu quả thì nhưng mà mình sẽ chỉ hướng dẫn cho những mẹ nào mà sinh em bé lâu rồi ấy hoặc là người cơ địa bình thường, mình sẽ kết hợp cho mọi người cái thực đơn ăn kiêng kết hợp với sản phẩm giảm ký Sen Quỳnh bên mình ấy, thì 1 tháng mọi người có thể giảm được đến 8 ký. Bình thường thì là giảm từ 3 đến 5 ký, nhưng mà khi mà kết hợp với cái thực đơn ăn kiêng mà mình sẽ gửi cho mọi người ấy thì có thể giảm đến 8 ký trên một liệu trình nhá. Cho nên là ai ai đang sử dụng giảm ký Sen Quỳnh ở bên mình mà muốn giảm ký nhanh và đạt được hiệu quả nhiều hơn thì có thể inbox cho mình để mình gửi cho mọi người cái thực đơn ăn kiêng ạ. Thực đơn ăn kiêng kết hợp thì sẽ giảm được lượng ký rất là nhiều ạ và an toàn. Anh Đại Toàn ơi, anh muốn giảm ký ạ? Bên em là đang bán sản phẩm giảm ký Sen Quỳnh ạ, 100% là thảo dược tự nhiên anh nhé, không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả. Cực kỳ là an toàn và sử dụng được cho cả phụ nữ sau sinh từ 4 tuần và đang cho con bú ạ. Một liệu trình là cam kết vàng sẽ giảm từ 2 đến 5 kg, ít nhất là 2 kg đối với người cực kỳ là khó giảm ký đấy ạ. Còn bình thường, không phải mẹ sau sinh, người cơ địa bình thường thì có thể kết hợp với lại thực đơn ăn kiêng ở bên em sẽ gửi. Em sẽ gửi cho mọi người ạ. Nếu ai có nhu cầu giảm ký nhanh, an toàn và hiệu quả thì em sẽ kết hợp gửi cả cái thực đơn ăn kiêng nữa thì hiệu quả sẽ đạt hơn ạ. Bạn Đỗ Hương Ni ơi, inbox rồi, tí nữa sau khi kết thúc livestream thì mình sẽ check inbox của mọi người nhé. Em xin chào anh Nguyễn Văn Vinh ạ. 70 kg muốn giảm thì bạn Nguyễn Văn Vinh muốn giảm bao nhiêu ký ạ? Bạn Nguyễn Văn Vinh hiện tại muốn giảm bao nhiêu ký? Anh Đại Toàn ơi, em đảm bảo với anh nhé, cái sản phẩm này ấy sẽ là cam kết vàng cho anh là anh sẽ giảm. Em không cần biết anh ăn như thế nào, anh ăn nhiều thì anh sẽ giảm ít hơn một chút thôi. Chứ còn nếu mà anh kết hợp ăn kiêng ấy thì sẽ giảm được nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà anh ăn nhiều ấy vẫn giảm bình thường, tại vì bình thường mẹ đang sau sinh và cho con bú ấy, em thường khuyên là không cần phải ăn kiêng để cho đủ lượng sữa cho em bé bú ấy thì không cần ăn kiêng mà vẫn giảm bình thường anh nhé. Cho nên là anh có ăn như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn đảm bảo là giảm ký cho anh được chưa?
Anh Nguyễn Văn Vinh muốn giảm 10 kg thì anh sử dụng hai liệu trình nhé. Hai liệu trình là đạt được cái số ký như mong muốn của anh rồi đấy ạ. Cho nên là Nguyễn Văn Vinh muốn giảm ký 10 kg hay là như thế nào thì vào inbox rõ cho mình thì mình sẽ trực tiếp là tư vấn cho bạn một cách giảm giảm ký thật là cực kỳ là hiệu nghiệm. Và kết hợp với cả cái chế độ ăn nữa thì 10 kg hoặc là hơn cũng vẫn cứ được ạ. Hai liệu trình nhé. Nguyễn Văn Vinh có thể vào inbox trực tiếp cho mình thì mình có thể là hướng dẫn được bạn, tư vấn cho bạn cụ thể hơn nhé. Nguyễn Văn Vinh, giá niêm yết trên toàn hệ thống là 500.000 trên một liệu trình ạ. Và mình free ship toàn quốc nhé. Khi bạn mua hai liệu trình thì mình sẽ có giá ưu đãi hoặc là tặng phần quà cho bạn. Bạn có thể vào inbox cho mình trực tiếp luôn nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn và sẽ để giá ưu đãi hay là có chương trình khuyến mại thì mình sẽ báo cho bạn ngay ạ. Bạn cứ vào inbox trực tiếp cho mình nhé. Mình sẽ tư vấn bạn cụ thể hơn ạ. Bạn Bùi Thảo ơi, mình bốc ngay bây giờ đi ạ. Eo mini nhàn, một nọ này có giá là 500.000 đồng bạn nhé. 500.000 đồng. 500.000 đồng và cam kết vàng cho bạn đó là giảm từ 2 đến 5 kg trên một nọ luôn đấy ạ. Không giảm ký, mình xác nhận là hoàn tiền cho bạn luôn nhé. Đây là cam kết vàng rồi ạ. Xin chào chị Huệ Phạm. Chị Huệ Phạm ơi, giá niêm yết trên toàn hệ thống, trên toàn quốc là 500.000 trên một liệu trình chị ạ. Đảm bảo cực kỳ là an toàn và hiệu quả cho cả mẹ sau sinh và cho con bú nhé. Nếu mà không giảm thì bên em sẽ hoàn tiền ạ. Nên là cam kết vàng là giảm chị ạ. Bạn Bùi Thảo ơi, mình sẽ bốc ngay bây giờ đi ạ. Đã có 5 phần quà về năm chủ nhân rồi, bây giờ còn một phần quà nữa mình sẽ bốc. Sau đó là mình sẽ kiểm tra xem là ai chia sẻ vào trang nhiều vào các trang nhiều nhất thì sẽ được phần quà đặc biệt, đó là hai áo nhá. Còn một giải cuối cùng bây giờ mình xin bốc. Không biết người may mắn cuối cùng đây là ai ạ? Mọi người nhớ chia sẻ bài viết nhá, mình sẽ kiểm tra lại đấy ạ. Bạn Phan Nam, bạn Phan Nam có đây không ạ? Xin chào bạn Phan Nam có đây thì vào xác nhận cho mình ngay nhé. Chị Huệ Phạm ơi, chị có thể vào inbox cho em thì em sẽ hướng dẫn chị một cách cụ thể hơn chị nhé. Vào hướng dẫn chị một cách cụ thể và tư vấn cho chị cụ thể nhất như thế nào để đạt được hiệu quả tối ưu nhất thì em sẽ tư vấn cho chị Huệ Phạm ạ. Bạn Phan Nam lần 1. Bạn Phan Nam lần 2. Bạn Phan Nam lần 3. Bạn Phan Nam ơi, bạn Phan Nam không có đây thì mình hủy phần quà, mình để trao phần quà cho người khác nhé. Anh trai miền Tây ơi, em chưa có bốc vào tên anh đâu ạ. Mình hủy phần quà của bạn Phan Nam ạ. Bạn El Mini Nhàn. Bạn El Mini Nhàn ơi, bạn chỉ cần comment số điện thoại, chia sẻ bài viết của mình ở chế độ công khai, kết bạn và theo dõi Facebook mình ở chế độ công khai thì mình bốc thăm, nếu mà trúng vào tên của bạn, bạn sẽ được một phần quà, đó là một chiếc áo thu đông ạ. Còn có hai giải đặc biệt, đó là bạn chia sẻ được nhiều nhất vào các hội thì bạn sẽ được phần giải đặc biệt, đó là hai chiếc áo nhá. Bạn El Mini Nhàn ạ. Mình xin bốc thăm người tiếp theo nhé. Bạn Phan Nam bị hủy phần quà, chỉ còn một phần nữa thôi. Mình sẽ bốc thăm không biết ai là người. Mình ghi lại bạn El Mini Nhàn đã nhá. Xin chào Thảo Nguyễn. Nào, phần quà cuối cùng không biết là sẽ về ai nào. Phần quà cuối cùng sẽ về bạn nào nha. Bạn Hạ Vũ có đây không ạ? Bạn Hạ Vũ ơi. Bạn Hạ Vũ lần 1 ạ. Bạn Hạ Vũ lần 2. Bạn Hạ Vũ lần 3 ạ. Bạn Hạ Vũ không vào xác nhận quà, mình sẽ chuyển qua cho bạn khác nhé. Mình sẽ chuyển qua phần quà cho bạn khác ạ. Phần quà cuối cùng sao mãi không thấy có người nào vào nhận thế nhỉ? Đây nhá mọi người nhá. Bạn B1 ơi. Thôi được rồi, mình đã nhìn thấy bạn Hạ Vũ vào nhận quà nhá.
Bạn nhìn mình nhìn thấy bạn Hạ Vũ rồi. Phần quà thứ 6 là thuộc về bạn Hạ Vũ nhá. À chị Huệ Phạm ơi, chị cứ vào inbox cho em đi. Sau đó này em sẽ tư vấn lại chị một cách cụ thể nhất chị Huệ Phạm nhé, để đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho chị ạ. À, bạn Hạ Vũ ơi, mình đã nhận phần quà của bạn rồi nhá. Thế là đã có 6 chiếc áo, 6 phần quà thuộc về 6 chủ nhân rồi. Ngay sau đây thì mình kết thúc buổi nay, sau đó là mình sẽ kiểm tra lại tin nhắn màn hình, mọi người chụp lại cho mình xem ai chia sẻ vào nhiều hội nhất. Sau đó là mình sẽ công khai hết tất cả những cái ảnh mà mọi người chụp lại cho mình cho thật là công bằng, để xem ai là người, hai người đạt được giải đặc biệt nhất nhá. Là chia sẻ được nhiều hội nhất thì sẽ được hai phần hai chiếc áo cho một người ạ. Bây giờ thì mình xin phép được kết thúc buổi nay hôm nay ạ. Chào tạm biệt mọi người nhé. Còn giải đặc biệt mình sẽ công bố ngay ạ. Mình sẽ công bố hết ảnh của mọi người chụp lại màn hình trên trang Facebook cá nhân của mình luôn. Bạn El Mini Nhàn à? Bạn El Mini Nhàn ơi, một liệu trình mà kết hợp với ăn kiêng ấy thì giảm được đến 8 kg ạ. Nhưng mà trong trường hợp là bạn không nuôi con nhỏ nhá, thì bình thường là nuôi con nhỏ mà đang cho con bú ấy, thì mình thường khuyên khuyên khách là không cần phải ăn kiêng quá, mà mình cứ ăn bình thường thôi để còn lấy sữa cho em bé. Nên là mình không khuyến khích mọi người đang cho con bú mà ăn kiêng. Cho nên là nếu mà bạn đang không cho con bú ấy thì mình sẽ gửi cái thực đơn ăn kiêng cho bạn ấy, thì giảm được 8 kg trên một liệu trình ấy ạ. Nếu bạn kết hợp ăn kiêng theo đúng cái liệu trình mà mình gửi cho bạn thì bạn sẽ kết hợp như vậy giảm được đến 8 kg nhé bạn El Mini Nhàn nhé. Hạ Vũ ơi, mình xác nhận quà của bạn rồi nhé. Anh trai miền Tây ơi, anh chưa có trúng đâu ạ. Rồi, còn ai có thắc mắc gì thì cứ trực tiếp là inbox cho mình sẽ tư vấn cụ thể hơn ạ. Về vấn đề giảm ký đấy, ai mà muốn tư vấn kỹ ấy, cứ inbox cho mình sẽ trả lời nhiệt tình nhá. Bây giờ thì xin phép được mình được kết thúc buổi nay hôm nay ạ. Và mình sẽ công bố cái kết quả mà hai giải đặc biệt mỗi giải 2 chiếc áo ấy trên trang cá nhân của mình luôn nhá. Mình sẽ kiểm tra lại inbox và công khai tất cả ảnh của mọi người gửi cho mình, xem ai là người nhiều nhất thì người đó đoạt giải. Mình luôn làm công khai và minh bạch. Bạn Đỗ Hương Ni ơi, để mà giảm eo ấy, mình cũng có cái thực đơn và cách kết hợp để giảm eo một cách hiệu quả. Nên là bạn cần giảm eo, mình sẽ inbox cho bạn. Mình sẽ inbox cho bạn cách giảm eo hiệu quả nhất nhá. Tại vì bạn biết là mẹ sau sinh ấy thì vòng 2 rất là to, nên là cái vấn đề giảm eo thì nhiều mẹ rất là băn khoăn, thì mình đã tư vấn cho rất là nhiều người đã giảm eo được như ý rồi nhá. Nên bạn Đỗ Hương Ni muốn giảm vòng eo cứ inbox cho mình sẽ hướng dẫn bạn cụ thể và đạt được hiệu quả tốt nhất nhé bạn bạn nhé bạn Đỗ Hương Ni ạ. Đúng rồi bạn Đỗ Hương Ni ơi, có rất là nhiều người bôi bôi rất là nhiều loại rồi ấy, và kết hợp uống rất là nhiều loại thuốc rồi, đều bị nhờn thuốc, nhờn các sản phẩm rồi mà không có ăn thua gì. Bản thân mình cũng đã từng dùng kem tan mỡ rồi bạn nhé. Nên là bây giờ cái lọ kem tan mỡ của mình vẫn còn. Nếu như ai mà có nhu cầu ấy, mình có thể tặng lại luôn ạ. Mình tặng lại luôn cái lọ kem tan mỡ đấy ạ. Tại vì mình dùng mình không thấy có hiệu quả. Hiện tại là mình vẫn còn, nên là ai mà dùng ấy, mình tặng luôn. Cái sản phẩm của bên mình ấy, nó không kén cơ địa bạn ạ. Cho nên là bạn cứ sử dụng mà xem trải nghiệm một liệu trình trước. Nếu như nó không mang lại cái hiệu quả như bạn mong muốn ấy, không giảm được vòng eo, mình hoàn tiền cho bạn luôn. Xin chào bạn Uyên Pháp. Xin chào Ngọc Mai Trần. Ngọc Mai Trần ơi, giá sản phẩm của mình là 500.000 trên một liệu trình ạ. Một liệu trình cam kết là giảm từ 2 đến 5 kg tùy cơ địa. Và nếu mà kết hợp được với cái thực đơn ăn kiêng mà mình gửi cho các bạn thì các bạn có thể giảm tới 8 kg nhá. Bạn Đỗ Hương Ni hình như vừa lấy được phần quà rồi mà. Bạn Đỗ Hương Ni hình như vừa lấy được phần quà rồi. Tí mình sẽ check inbox luôn. Rất là nhiều người inbox cho mình gửi về ảnh chia sẻ về các hội. Và mình sẽ xem. Sau đó là mình sẽ công khai trên trang cá nhân của mình xem nó ai là người được giải đặc biệt nhé.
Còn ai thắc mắc gì về vấn đề giảm ký nữa không để mình giải đáp trực tiếp, nếu không thì mình sẽ giải đáp trong inbox ạ. Vậy thôi nhá, mình xin phép được kết thúc buổi nay nhá. À, tặng nọ kem tan mỡ à? Được rồi, mình sẽ gửi kèm cùng mấy quà nhé bạn Đỗ Hương Ni nhá. Và tất cả quà của mọi người đây ạ. À, mọi người sẽ chịu phí ship nhá. Mình chỉ có tặng phần quà thôi, phí ship chắc là chỉ tầm rơi vào tầm 20 đến 25 nghìn thôi. À, thì mọi người chịu phí ship ạ. Ừ, sau đó là mình sẽ tặng kèm loại kem tan mỡ đấy cho bạn Đỗ Hương Ni nhá. Rồi, mình xin phép được kết thúc buổi livestream. Ai và check tin nhắn của mọi người luôn. Ai mà có nhu cầu về giảm ký hay là có thắc mắc gì ấy thì mình sẽ giải đáp ở trong inbox cho mọi người và hướng dẫn mọi người một cách cụ thể trực tiếp hơn. Còn giải thì mình sẽ công khai trên trang cá nhân. Hẹn mọi người là sáng mai. Sáng mai mình sẽ công khai nhá. Mình sẽ tổng hợp trước tất cả các ảnh mọi người chia sẻ, sau đó là mình sẽ công khai luôn trên trang cá nhân quà đặc biệt. Ok. Chào mọi người.